Xin chào tất cả các bác xem video. Nay em chia sẻ là cái cách mà lấy mủ trên cái cây mà khô miệng này. Đó, những cái cây khô miệng nặng này. Đây. Như cây này là cây nó bị khô miệng này. Đó các bác xem. Chỉ có khoan ở cái chỗ này mới có mủ này. Đó. Những cái vùng này này nó mới có mủ. Đây, đây là cái lỗ khoan, là cứ khoan vòng đi vòng lại là mình dò được cái mạch này có mủ, là mình cứ lấy đấy suốt thôi. Còn những cái mạch ở bên dưới này, đấy, những cây khô miệng nó bóc hết vỏ ra, bị bệnh ấy mà. Đây, quay hết vòng cây cho các bác xem này. Đó, nó như này thì đóng nắp chóp vào chỗ nào được. Bây giờ là phải những cây như này là phải lấy ấy, mủ ở những cái chỗ nào mà da nó phẳng, đóng được nắp chóp mới được. Còn những cái này da nó rất mỏng, những cái này chắc phải tầm vài năm nữa mới đóng lại được, mới lấy lại được. Là mình những cây khô miệng nặng như này ấy, là mình phải dò chỗ nào có mủ ấy thì mình mới áp khí mình mới lấy được. Còn không dò là cứ lấy lung tung là không trúng mạch là không có mủ đâu. Chẳng hạn như cái chỗ này ấy thì sang năm là mình cào sơ sơ cái này đi là mình lấy mủ lại được rồi này. Bây giờ là như cây này là em lấy mủ ngay cái chỗ này. Chỗ này là em dò là có mạch mủ nó nhiều lắm. Và đây này, em là làm hai cái bao đất nha. Lấy hai cái bao đất xong chồng lên nhau như này là để mình đứng lên mình khoan. Đó, tại vì chỗ này nó cao quá rồi mà. Đây, cái này thì khoảng cỡ 1m7 rồi. Đây này, tay với ra đây này. Chỉ có chỗ này mới có mủ thôi. Xem cái lượng mủ nó như thế nào nhá, hôm qua vừa mới khoan. Đó. Rồi, đứng lên hai cái bao xem này. Đấy, các bác xem, giờ vẫn còn chảy này. Đó. Chảy nó cũng yếu rồi. Cỡ này là khoảng cỡ 1 kg, ký mủ rồi. Đấy. Đó. Là đóng nắp chóp vào đây này. Cái vùng da này là nó là da nguyên sinh. Cái vùng da này là dày lắm, mình đóng nắp chóp được. Cho nên là cứ những cây nào bị khô miệng là cứ dò vòng 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 khu vực này này. Đó. Chỗ nào có mủ là mình cứ lấy ở đây thôi. Cây này thì đây. Nó khô miệng là nó bóc một đường ra này đó. Trẻ dọc lên trên kia luôn. Cho nên là các bác là chịu khó. Có những cái cây nào mà nó bị khô miệng là đi dò. Dò thấy mạch kìa là bắt đầu mình lấy. Chẳng hạn là ở trên cao ấy. Dưới thấp không lấy được thì lấy trên cao. Thì các bác chịu khó lấy đất này. Ném vào bao làm như em như này này. Lấy cái đất này, đào đất xong ném bao, mỗi cây tầm 1 đến 2 bao thôi. Đặt một phát lên là đứng lên đây là mình khoan. Đó, đỡ phải với. Còn như cái chỗ này mà mình lấy lên này. Chẳng hạn lấy lên tầm 2 đến 30 phân nữa chứ không phải mấy năm nữa mới lên cỡ đấy. Cho nên là mình sử dụng cái bao này là nó hợp lý. Với lại các bác có những cái vườn nào mà đã cạo đục rồi ấy, đục lên cao hết tầm với ấy, là chịu khó nếu mà làm ấy, phải chịu khó mới làm được. Chịu khó thì mình cứ mỗi một cây như này là mình vứt hai bao này lên thôi, để đôn lên như hai bao này lên là khoảng 40 phân này, đôn lên cao 40 phân là thoải mái, là mình đứng lên mình khoan, đó nó giảm chi phí rất nhiều so với mới là mình lấy cái máy cuốc rồi mình đào lên lít. Đó, các bác là cứ chịu khó đi dò như em này là thoải mái. Như cây này cả ký mủ thì mình bỏ ra thêm tí công thì nó cũng chả ảnh hưởng gì. Đó. Cho nên những cây nào mà bị khô miệng ấy, mà em dò có mủ là em làm như này hết này. Đó, nó có mạch mủ đâu mình làm ở đấy. Còn nhiều cái cây mà nó dò thấy mạch mủ có bên dưới ấy, thì mình lấy luôn bên dưới. Đây, để xem cái lượng mủ hôm nay. Như cây này nó như thế này, này. Đó.
khoan là tháng này vẫn là khoan ở dưới miệng cạo. Tháng trước là khoan cũng dưới miệng cạo mà ở miệng hậu đây này. Đấy, sang tháng này là khoan sang miệng tiền. Xuống dưới miệng cạo này là gặp những cái cây nào mà nó bị khô miệng, thời xưa cạo là bị khô miệng, đứt đoạn này, thì mủ nó cũng kém lắm, nó không được nhiều. Nên là chỉ có lấy lên trên này thì mủ mới được nhiều thôi. Độ lại cao đấy chứ. Đó. Lượng mủ. Đây, cây này thì cũng vẫn đang chảy được gần nửa tô. Đó. Và em lại xuống xem một cây nữa. Ở khu vực này là có hai cây bị khô miệng nặng ấy, bóc hết vỏ ra ấy, thì em vẫn lấy mủ được bình thường. Đó. Các bác là cứ xem và chịu khó làm theo. Đó. Lượng mủ này thì cũng khá đạt. Nhìn mủ nó nhiều này thôi, độ nó kém lắm, nó không bằng mình lấy mủ trên miệng cạo. Đây, các bác này, đây cũng là một cái cây khô miệng của em này. Đó. Giò trên này có mủ này. Khu vực dưới này cũng có mủ, mà mủ nó kém, với lại cái vỏ của nó ấy. Cái vỏ khi mà khô miệng nó tái sinh ra một cái lớp da này, vỏ mỏng cực kỳ luôn. Đó, nó như thế này này. Cái này thì phải 2-3 năm mới lấy được. Bây giờ thôi cứ lấy tận dụng, ở trên này da nó còn dày ấy. Đây này. Giò trên này có mảnh mủ này, thế là mình lấy trên này xem cái lượng mủ nó như thế nào nhé. Đó. Lượng mủ cỡ này thì mình bỏ thêm tí công ra lấy đất vào bao, đem đi đôn lên cao cao một tí cũng được chứ có sao đâu. Đây này. Cái này chỉ có vườn nhà mới làm được thôi. Còn đi cạo cho công ty thì chả có ai làm kiểu này bao giờ. Cho nên là cái vườn của em này ấy, thời xưa mình cạo truyền thống ấy, là khô miệng hết khoảng cỡ 100 cây ấy. Còn những cái loại khô miệng toàn phần như này này, đó, thì là khoảng tầm hơn 10 cây. Cái loại khô miệng đứt đoạn là khủng khiếp lắm. Cho nên là bây giờ là áp dụng phương pháp lấy mủ bằng khí là mình lấy lại được hết tất cả các cây. Không có cây nào là bỏ hai cây chứ. Hai cây đấy nó bị nặng quá là mình bỏ thôi. Đó, cái lượng mủ đấy. Thế cho nên các bác là cứ phải chịu khó. Nhìn cây nào nó yếu mủ ấy, ít mủ ấy, thì là mình chuyển đi chỗ khác. Cho nên là cái lợi hại của cái việc mà cạo. Đây, cây này cũng khô miệng này. Đó. Đây, xem cái lượng mủ đó xem. Đây. Đó, được thế này là được rồi. Khô dưới mình lấy trên này vẫn được. Gặp những cây khô miệng nhiều lắm. Đây, lượng mủ đây các bác này. Đó. Cái hàng này là lại lấy ở cái miệng hậu. Hàng trên là lấy ở miệng tiền, do là cái đợt trước cách đây 5-6 ngày là em chia lô lại, là ăn xuống dưới bên này là một hàng để cho nó đỡ áp lực cho cái lô dưới dốc này. Dưới dốc này mủ nó nhiều cho nên là chút mủ u tai, thế là cắt lô cho nó cân một tí. Đó, mủ đấy các bác. Thế là các bác là cứ cố gắng. Có những cây nào khô miệng là chịu khó đi dò, có mạch mủ thì làm y như em ấy, lấy đất đắp lên. Đó. Thế là khoan thoải mái, có mủ lại. Cạo em có một ông bạn là 1.600 cây. Cạo năm nay mở miệng
là khô mất 200 cây rồi. Khủng khiếp cỡ nào. Chia ra là một lô 800 cây. 800 cây mà cạo tháng đầu ấy là được khoảng cỡ, tháng đầu là được 200, 240 một phát cạo ấy. Đến bây giờ còn 8, 90 đấy, độ lại giảm nữa, khô miệng mất 200 cây. Và cái phương pháp mình bắn khí này ấy thì không có cây nào là không có mủ hết ấy. Chẳng qua là mủ nó ít thôi, vào những cây nó bị khô miệng ấy. À, mủ nó ít hơn một tí thôi. Đó. Không có cây nào bảo không có mủ. Chẳng hạn như cây này này, các ba này, tí mủ này này. Đây này, cây này khô miệng này, đấy. Đó, cây này cây khô miệng, cụt ngọn đấy, đây này. Những cây ít mủ này là toàn những cây khô miệng với cụt ngọn thôi. Là mình, đây này, các ba xem. Đó, cụt luôn cái ngọn này. Những cây này ấy, mình khai thác khoảng cỡ 2-3 tháng là mình bỏ nó đi. Bao giờ thấy cái sản lượng nó giảm thì mình không lấy nữa. Cây này khô miệng này các bác này, đây. Thấy không? Thời xưa cạo nó chết miệng khủng khiếp không? Đó. Nên bây giờ xem cái sản lượng của nó thế nào. Đấy. Vẫn được gần nửa bát. Đó. Cho nên là cạo là cái tỷ lệ khô miệng khiếp lắm. Khoan khí này không ít khi gặp cái trường hợp mà nó khô miệng. Em làm mấy năm nay áp khí thì chưa có cây nào mà khô miệng hết đấy, khô thêm ấy. Đấy. Cho nên là cái sản lượng lúc nào nó cũng cao. Một lô này 200-300 cây, gần 400 cây. Gần 400 cây là sản lượng lúc nào cũng từ một tạ đến một tạ 8, tạ 9. Khủng khiếp nữa nào. Là do là cái cây của em là cây nào nó cũng đều mủ. Với lại em làm kỹ nữa. Cái cây nào mà nó ít mủ ấy thì mình chuyển chỗ khác ấy là bắt đầu dò được cái mạch mủ mạnh ấy là nó ra mủ ngay. Cây này khô miệng này các bác này. Đó. Đây này. Trước cạo này. Cạo nhảy cóc liên tục này, để dò mạch mủ đấy. Nên bây giờ vẫn có mủ ít như này này. Đó. Đây này. Nứt ra này. Đó. Cái này mắc bệnh mà. Trước cạo đâu có mủ đâu. Đó. Đây này. Đấy. Lô này là lô, cái lô thứ hai của em là bị khô miệng khủng khiếp luôn, tầm 50 cây ấy. Riêng cái lô này không ấy. Đến bây giờ lấy mủ thì vẫn có bình thường. Khoan bằng khí vẫn có bình thường. Đó, chia sẻ với các bác như thế thôi. Đây, xem tiếp vài cây mủ nữa xem nó như thế nào. Đó, mủ nó cứ đều đều như này. Như này là hạnh phúc rồi. Thôi, các bác là cứ chịu khó làm theo cách của em, lấy ở những cây khô miệng, dò có manh mủ. Rồi xong ấy là lấy đất vứt vào đắp lên. Xong ấy đứng lên khoan nó đỡ bao nhiêu công. Sản lượng lúc nào cũng đạt đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.